Xin chào mọi người, em Thủy quay cho mọi người cây hoa hồng cổ nữa các bác nhá. Em Thủy quay cho các bác cây hoa hồng cổ, đào cổ ạ. Cây rất là đẹp luôn. Chờ lát em phát like thêm nữa. Chờ lát nhá, mọi người chờ em lát để em phát like thêm ở trên bên cái trang này nữa. Bốn bác vào xem like đây. Rồi bạn kia đã chạy từ lai lọ sang lai kia để xem rồi. Hôm nay em sẽ quay cho các bác cây hồng, hoa hồng đào cổ và bạch cổ nhá. Hồng đào cổ, bạch cổ, hàng phân khúc bình dân thôi. Hàng này nhà em vừa xén tán, bây giờ cây đang bật lộc rất là đẹp này. Hàng vừa xén tán, cây đang bật rất là mầm, nhiều mầm lụ. Cái hàng này của nhà em khoảng tầm 10 đến 20 ngày nữa thì cây rất là đẹp luôn. Nhiều bác cứ thắc mắc là họ trồng một cái cây gì chuẩn bị về nhà mới mà mình cần set up sân vườn ấy. Và các bác đang cần một cái cây mà nó hoa quanh năm. Hoa quanh năm, đông xuân hè thu đều ra hoa và dễ trồng, dễ chăm sóc, thì các bạn có thể lựa chọn trồng hồng đào cổ hoặc bạch cổ. Đây là một trong những giống mà hồng cổ thuần khí hậu Việt Nam mình rồi, nên là rất dễ trồng, dễ chăm sóc và gần như là nó sẽ không sâu bệnh. Hồng cổ nó gần như không sâu bệnh nhá. Những cái giống hồng mà nó khó chăm ấy, nhiều người sợ ấy, mà không chăm được ấy, nó là hồng ngoại nha mọi người nhá. Còn hồng cổ là nó rất là dễ trồng, dễ chăm sóc luôn. Chào Thỏ Yêu, chào bạn Vòng Tay Ấm. Cây như này là vanh gốc của nó dao động vào vanh gốc 12. Cây như này là cái hàng này của nhà em là vanh gốc của nó là vanh gốc 12 nha các bác nhá. Vanh gốc 12 và thoát thân khoảng tầm 1 mét. Hàng này nhà em đang bán với giá là 4.5 triệu. Vanh của nó là vanh 12, 13 đấy ạ. Vanh 12, 13 nhá. Các bác xem like, thả tim, thả like cho em đi. Mọi người ơi, nay nó có bị rung giật hay là bị mờ không? Xem mặt vợ tư mã cái nào. 20 này, 40, 60, 80, 90 phân, con này thoát thân 90 phân nhá. Bây giờ em đang ở vườn nên là đội mũ, đội nón, đeo khẩu trang nên là không xem được mặt đâu. Không xem được mặt đâu. Có mẫu đơn nha các bạn nhá. Phát like bằng cái điện thoại này thì nó hơi bị mờ một chút xíu. Đâu để em xem cây nó to để em quay cho mọi người. Hồng đào cổ nha các bác nhá. Khi nó mà rộ hoa thì nó đẹp, nhìn đẹp phê luôn. Nhưng bởi vì bọn này là bọn xén hoa rồi, xén tán rồi. Đây là một bông hoa mẫu này. Một bông hoa mẫu một cây như thế này. Một cây như thế này nếu mà một cây như này nếu mà vào ngày rộ hoa nó có vài trăm bông hoa trên một cây luôn. Vài trăm bông hoa luôn ạ. Đây. Tán rất là to nhá, tán con này tầm 1m8 mà là hàng xén tán rồi. Nếu mà nó chưa xén tán thì tán nó còn to hơn như thế này rất là nhiều nhá các bác nhá. Giá một cây như thế này là 4.5 triệu nhá các bạn nhá. Giá một cây như thế này là 4.5 triệu ạ. Hàng thân xanh sạch nhá mọi người nhá. Thân xanh sạch là gì đây này, em quay sát thân cho mọi người xem. Hoa hồng có rất nhiều loại. Ví dụ hàng này gọi là hàng xanh sạch này. Hàng xanh sạch thì thân của nó không bị lỗi sẹo tật hay là nó không bị sùi u cục. Thì họ gọi là hàng xanh sạch. Hàng này nhà em là hàng nguyên bản nhá mọi người nhá. Hàng nguyên bản ạ. Hàng nguyên bản thân rất là đẹp này. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, 1 mét này, thoát thân 1 mét ạ.
Thấy rất là đẹp luôn, tán sải tay nhé các bạn nhé. Hoa của nó sẽ như thế nào? Hoa của nó đây là ở đây bên này có một cây cây mẫu, cây nhỏ nó đang rộ hoa. Thì em sẽ quay cái hoa của nó khi nó nở rộ thì nó sẽ như thế này này. Cái cây em vừa quay cho các bác ấy, khi nở rộ nó hoa nó sẽ như thế này nhá. Đấy, khi nó rộ hoa thì nó sẽ to thì hoa nó sẽ như thế này. Nhà em ngoài hàng to ra thì có cả hàng nhỏ, lát quay hàng nhỏ sau, bây giờ đang quay hàng to thì có quay hàng to nhá. Em quay xong nào bác nào ưng cây nào thì các bác chụp ảnh màn hình lại cho em nhá. Cây này là cây đẹp này, thoát thân cao này. Cây này là cây đẹp thoát thân cao nhá. Tán của nó cũng sải tay. Tán tròn luôn. Hàng tán tròn thân thiết rất là đẹp này, đang mầm đỏ au luôn. Dừng lại đi chị để chụp ảnh. Thế cái này à? Cây này thoát thân cao nhá. Ông Tuân bị ai đó làm bay lích rồi à? Đây vẫn là lích của ông Tuân đây. Có cái thấp hơn, chờ mình nát mình quay một lượt khắp vườn luôn cho các bạn luôn. Các bạn nhấn thả tim thả like, nhấn follow mình đi mọi người ơi. Đây. Vanh gốc của nó nói chung là sẽ dao động vanh tầm 12, 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, 1 mét này, 1 mét 2 này. Cây này thoát thân khoảng 1 mét 1, 1 mét 2 này. Đấy, cái này cũng rất là đẹp, tán tròn. Bạn Mr. The Mai, bạn mua hàng thì bạn nhắn vào số điện thoại đuôi 210 của mình để đầu kênh nhá. Bạn nhắn vào số điện thoại mình để đầu kênh ý, để xem là bạn ở đâu, để xem mình có thể mình tính tiền ship cho bạn. Đây, cây này là cây đẹp này, tán to này. Con này gốc to, con này vanh của nó vanh 13. Con này là con đẹp nhá. Quay từ từ thôi chị, ok bạn. Bạn cứ nhắn tin nhá. Cam mờ lắm. Bắt tiền một cây vậy bé Thủy. Đại từ Thái Nguyên cước xe chỉ tầm 400-500k thôi. Mình cố gắng quay chậm nhất có thể cho mọi người nhá. Đây này, hoa của nó sẽ rộ ra thì hoa nó sẽ như thế này nhỉ. Mấy cái cây to mình quay hoa nó sẽ rộ ra là nó sẽ như thế này. Đấy, hoa nó sẽ màu hồng, tông màu hồng như này, rất là dễ trồng, dễ chăm sóc. Có 3 loại dễ trồng, dễ chăm sóc, đó là cổ Huế là 1 này, bạch cổ là 2 này, đào cổ là 3, là 3 loại này là dễ chăm sóc nhất nhá. Cây này là 4 triệu rưỡi ạ. Cây này là 4 triệu rưỡi nhá. Mầm lộc lụ đỏ au đây ạ. Mình giữ máy một lát này. Chị lau cam xem có lét hơn không. Lau cam thì mọi người đã thấy có thể nét không mọi người ơi? Gửi về Phú Thọ cây này 500k ạ. Ship về Phú Thọ 500k, thân nạc luôn này. Hàng bên mình bán là hàng thân nó rất là xanh sạch. Thân nó xanh sạch. Các bạn nhìn đây này. Đây các bạn nhìn này. Cây nó rất là đẹp nhá. Cổ Huế một thân giá 1 triệu nhà em đang hết hàng đấy. Cổ Huế một thân giá 1 triệu là nhà em đang hết hàng đấy ạ. Cây đầu lai 1.5 triệu à? Cây đầu lai là 4.5 triệu các bạn nhá, 4.5 triệu. Ở vườn này đều cây 4.5 triệu hết đồng giá. Vườn này là bán đồng giá là 4.5 triệu. Cây tiếp theo này. Cây có dấu hiệu bỏ cành thì phải xử lý làm sao, là mua thuốc. Cây bỏ cành là nó bị lau bằng vải lau rồi. Chắc là do cái điện thoại này nó cũng kém ấy. Cái điện thoại dưới thì led hay là led, hay là để phát lại nhỉ? Tắt đi phát lại nhỉ? Mọi người ngồi chờ nhá, để em tắt đi em phát lại cái nhá. Cái cây này này, cái cây này tán của nó cũng sải tay này. Vanh của nó vanh khoảng tầm 12. Vanh của nó cũng 12, 13. Thân xanh sạch luôn này, em quay sát thân này. Em có hồng neo nhá, có hồng neo cổ Hải Phòng, hồng neo hồng ngoại nữa. Hồng neo thì mọi người có thể trồng neo cổ Hải Phòng rất là đẹp luôn, thân xanh sạch luôn nhé các bạn nhá. Thân xanh sạch. Hàng này là hàng 4.5 triệu một cây nhá các bác nhá. Hàng này hàng 4.5 triệu. Em quay từng cây một cụ thể, bác nào ưng cái nào thì các bác nhớ chụp ảnh màn hình cái đó lại cho em. Tán to sum luôn. Hồng này là hồng đào cổ, hồng đào cổ hoa nó như này này, hoa nó như cái cây nhỏ nhỏ này. Hoa nó như này nhá. Hoa nó như này nhá các bác nhá. Tông màu hồng rất đẹp, nó cực kỳ khỏe luôn.
Em trồng một dãy làm hàng rào ở phía sau nhà, cái hàng nhỏ nhỏ trồng hàng rào phía sau nhà, ở để ở phía sau nhà mà nhiều khi quên chả tưới mà cây nó vẫn khỏe. Hồng đào nó lại dễ trồng, dễ chăm sóc nhất. Tông màu hồng phấn, màu nhẹ nhàng. Đào cổ, bạch cổ là một trong những loại rất đáng trồng, đáng chơi luôn. Đây. Mầm đỏ ong chưa các bác ơi. Không phải đâu, điện thoại của em cũng là điện thoại 13 mà. Điện thoại của em cũng là 13 Pro Max rồi, nhưng mà kiểu như này này. Bọn em like không phải like giống như mọi người khác là like là ngồi một chỗ thôi. Người ta chỉ like ngồi một chỗ và ngồi trong nhà nên đường truyền mạng người ta rất là ổn định. Còn bọn em mà like ở vườn đi, mạng chập chờn lắm, ở ngoài này kiểu sóng nó không thể như ở ngoài, ở trong nhà được, ở nhà mình được. Mà nó sóng nó phụ thuộc thời tiết nữa. Tại vì ở đây là cánh đồng mà, ở đây cả đây là cánh đồng mà. Nên là nó không giống như người ta like hàng các hàng mặt hàng khác đâu. Bao nhiêu em, giá cây này là 4 triệu rưỡi ạ. Xem tốt cho mọi người ơi, có nhìn thấy gì không? Đây, hoa là như thế này nhá, cây này hoa rất là đẹp này. Hoa rất là đẹp. Hàng thân xanh sạch luôn, hàng thân đẹp, thân xanh sạch luôn này các bác này. Hàng này em là hàng chôn bịch nhá. Hàng chôn bịch nhá, nhìn rõ lắm, em cảm ơn anh Hưng TC. Đây, gốc đây ạ. Vanh con này khoảng 12, 13. Cây bị bỏ cành thì thường là cái cây bị bỏ cành thì chỉ có hồng cổ Sapa thôi. Đấy là đặc tính của thằng đấy thôi, em cũng đã chia sẻ với mọi người rất là nhiều lần. Là trong các giống hồng cổ Việt Nam mình thì có cây hồng cổ Sapa thì hoa nó rất là đẹp. Nhưng mà cái đặc tính của thằng đấy là nó hay bị bỏ cành. Các loại khác không bị bỏ cành nữa nhá, hồng đào cổ các bạn trồng vô tư thoải mái, nó không có hiện tượng bỏ cành. Mà chỉ có duy nhất cái thằng hồng cổ Sapa thôi. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, con này thoát 90 phân này. Cái thằng hồng cổ Sapa này nó rất là hay bỏ cành. Vì tại sao? Vì cái thân của nó xốp ấy. Đấy là đặc tính của nó rồi. Các bạn mà muốn cây đấy không bị bỏ cành thì các bạn khi mà nó bỏ cành, nó có cái cành đen nhá. Nó có cái cành đen các bạn cắt hết đi. Các bạn nhớ cắt đi, nếu không cắt là nó sẽ lan xuống sâu đấy. Cắt đi xong rồi mua thuốc phun phòng lấm đen thân về. Ở hiệu thuốc là nó có bán cái thuốc phun chống đen thân ấy. Là mọi người mua cái thuốc đấy về mọi người phun. Hoặc là mùa nắng ấy, chọn vị trí để trồng cây hồng cổ Sapa để nó hạn chế bị bỏ cành nhất. Là phải trồng nó ở những cái nơi có vị trí nó mát mẻ. Trồng Sapa là các bạn phải trồng nó ở vị trí mát mẻ. Ví dụ như là nắng là các bạn phải chọn nắng hướng nam nhé. Các bạn trồng nắng hướng nam thì các bạn chỉ cái cây hồng cổ Sapa nó chỉ bị nắng ở buổi sáng thôi. Còn buổi chiều là khi nắng nó chạy về hướng tây là cây nó sẽ không bị ánh nắng trực tiếp, nó không bị nóng trực tiếp thì nó sẽ hạn chế được bỏ cành. Đấy là đặc tính của thằng hồng cổ Sapa. Còn những cái bọn đào này, đào với bạch thì các bạn trồng vô tư không mà sợ bỏ cành đâu. Đấy là đặc tính của bọn nó đấy ạ. Hàng này là em đang bán là 4.5 triệu nhá mọi người nhá, 4.5 triệu. Như cái này là tán của nó 2 mét này, tán 2 mét. Ui con này vanh to phết đấy. Vanh con này là khoảng 14 này. Vanh gốc con này khoảng 14 này. Đông Thiên Sinh về ăn cơm với chị Thủy. Ok, quay nốt cái này đã, 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, 1 mét này. Thoát thân là 1 mét nha mọi người nhá. Đấy là đặc tính hồng cổ Sapa rồi. Các bạn cứ mua hồng đào này, hồng đào này nó khỏe. Thế nên này giá hồng cổ Sapa là mới rẻ hơn các giá của các loại hồng khác. Ví dụ cùng là một cái cây mà to như thế này thì thằng hồng này 4 triệu rưỡi, thằng hồng cổ Sapa cái tặng cây như này chỉ có 3 triệu rưỡi thôi. Hồng đào mới cả hồng bạch ấy, cây như thế này là đang bán 4 triệu rưỡi này, nhưng mà nếu mà hồng cổ Sapa chỉ bán có 3 triệu rưỡi thôi. Giá nó rẻ hơn. Cây nhà em mầm nụ chi chít luôn. Tư Mã tặng quà gì hôm qua em? Trời đất ơi. Hàng zin nhá bạn nhá. Hồng sen long, sao chị hồng sen long làm gì có hồng sen long bạn? Chưa nghe thấy cái tên cây nào là hồng sen long cả. Tư Mã tặng quà gì hôm qua? Ngày hôm qua đến hoa súng còn không được tặng. Chưa, hình như chưa bao giờ em được nhận quà mùng 8 tháng 3 này phải. Quay lót cho mọi người đã. Đây là cái hồng bạch cổ này. Cây long, hồng ngoài. Sen long mà. Cây sen long là cây gì? Cây long, cây hồng, cây giống hồng ngoại ấy, bọn Mê Linh nó đang bán.
tặng cho cả vườn hoa. Thôi em nói chung là em chỉ thích hoa đồng tiền thôi các bác ạ. Trong các loài hoa em thủy thích hoa gì nhất? Dạ em thích hoa đồng tiền nhất ạ. Đây các bạn nhìn là cây này, đỏ au luôn. Bà Hạnh chả biết gì, không hiểu nó comment cái gì luôn. Tí thì ngã. Thôi em đi nghỉ trưa ăn cơm thôi, quay sơ sơ cho mọi người. Ủa. Nhà chỗ này trơn quá, tí thì ngã rồi đấy. Em mà vô ếch ở đây thì buồn lắm nha luôn. Rồi đây hết cây to rồi. Đây. Đây con này to to đẹp này. Em con này tán đẹp chưa? Con này bác nào chốt cái này đi. Tán tròn to như cái mâm luôn. Cho anh nhà đi ăn cơm đi. Em đang phát ở trên hai cái điện. Ke lóc. Ke lóc đúng rồi. Ke lóc thì bảo là ke lóc. Bạn này tên tiếng Anh thì không biết ở Hồng Ngoại đâu. Hồng Ngoại có hồng ke lóc thôi, làm gì có sen long. Ke lóc. Ngày trước em bán đầu tiên thì em bán Hồng Ngoại là em thuộc tên đến 300 giống rồi. Em chuyên đổ buôn hồng giống, cây giống Hồng Ngoại. Ngày trước em chuyên nhập cây giống Hồng Ngoại từ bên Trung Quốc về để đổ buôn cho các bà con ở xung quanh này này. Để cho bà con làm. Nên là thuộc tên khoảng 300 giống cơ. Có cổ Huế nhá. Có cổ Huế, bác nào mua cổ Huế thì inbox vào số điện thoại em để đầu kênh ấy. Em quay nốt cái này thôi, cái này rất là đẹp nên bác nào không chốt là đáng tiếc luôn. Cái này tán cực kỳ tròn, là tròn như cái mâm luôn. Em giữ máy cho bác nào ưng cái này chốt đơn chụp ảnh cái này cho em nhá. Bác nào ưng cái này chụp ảnh cái này cho em. Giá của nó là 4 triệu rưỡi nhá. Thôi em tắt like để em đi ăn cơm đây. Về nghỉ nghỉ trưa ăn cơm trưa đây. 4.5 triệu nhá. 4.5 triệu nhá các bạn nhá. Cái này cực kỳ đẹp luôn. Cái này tán tròn như một cái mâm. Có ai thích tiền không? Mà đã biết là bạn thích tiền rồi, đã phải hỏi có ai thích tiền không? Báo giá 4 củ rưỡi là mặc cả là 3 củ nữa. Mình xin phép mình tắt like đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi like nhá. Mình tắt đi ăn cơm đây, mọi người đi ăn cơm đi.